Thưa quý vị, thưa các bạn, được ví như mạch máu của nền kinh tế, ngành logistics giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đầu tư cơ sở hạ tầng logistics hiện đại, nguồn nhân lực chuyên nghiệp, đáp ứng được nhu cầu vận chuyển lưu thông hàng hóa chính là chìa khóa then chốt để giải quyết điểm nghẽn trong việc thu hút đầu tư. Tuy nhiên, hàng loạt bất cập như chi phí dịch vụ cao, đội ngũ cán bộ quản lý về logistics còn hạn chế cả về nhân lực và trình độ, chính sách chưa kịp thời sửa đổi cho phù hợp với đặc thù của hoạt động trong thực tiễn đã và đang là những yếu tố cản chân sự phát triển của ngành logistics Việt Nam. Logistics được ví như những mạch máu của nền kinh tế quốc dân, không chỉ đem lại nguồn lợi to lớn đối với quốc gia, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đổi mới mô hình tăng trưởng và bảo đảm cho tăng trưởng kinh tế bền vững thời kỳ hội nhập. Logistics Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, tham gia ngày càng sâu rộng vào mọi mặt của nền kinh tế xã hội. Theo báo cáo, đánh giá cạnh tranh của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD về ngành logistics tại Việt Nam, thì ngành này của Việt Nam đạt tốc độ phát triển bình quân 12-14% một năm. Ngành logistics cũng đóng góp vào GDP trung bình 5% ở các nước thành viên ASEAN, thu nhận 5% việc làm trong ASEAN. Tuy nhiên, thời gian qua do tác động của dịch bệnh, hoạt động vận tải giao thông trên toàn cầu bị ảnh hưởng, chi phí logistics bị đẩy lên, ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước. Theo thống kê của Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam, giá cước vận tải biển trung bình container loại 40 feet hiện đã tăng gấp nhiều lần so với năm ngoái và 2 năm trước. Năm 2021 thì chúng ta chứng kiến là cái tình trạng là các cái cảng trên thế giới bị tắc nghẽn, dẫn đến là cái lịch tàu quay vòng bị chậm. Điều này đã ảnh hưởng đến cái việc là các hãng tàu bị thiếu cái sản lượng vỏ container, và cũng do cái nhu cầu tăng cao nên là đẩy cái giá cước vận tải tăng cao. Chúng tôi thì là công ty mà chuyên về chuỗi cung ứng kho lạnh và các cái dịch vụ logistics, thì năm vừa qua thì các cái chuỗi cung ứng bị đứt gãy nên là cái hoạt động của chúng tôi nó cũng bị ảnh hưởng rất là lớn. Khách hàng họ không có hàng đưa về và hàng xuất đi cũng rất là kém. Và từ đó thì cái nguồn doanh thu chính của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng rất là cao. Cộng thêm với cái chuỗi cung đứt gãy thì lượng công việc nó ít, nhân sự họ cũng có những cái dao động nhất định, và đó cũng là một những cái nó ảnh hưởng đến cái kế hoạch năm 2022 của chúng tôi. Hiện trong số khoảng 4.000 doanh nghiệp của toàn ngành logistics thì 97% doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ, chất lượng dịch vụ, quy mô, vốn, kinh nghiệm, trình độ quản lý và công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế. Đồng thời, tính kết nối và cơ cấu hạ tầng của các phương thức vận tải chưa cao. Hiện nay, do đầu tư dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm, làm cho tính kết nối giữa các phương thức vận tải hay các doanh nghiệp, thậm chí trong cùng một phương thức chỉ mang tính cục bộ, không có sự kết nối. Ngoài ra, đội ngũ xe tải chuyên chở hàng hóa còn chưa sử dụng hết công suất, chỉ dùng khoảng 70-75% công suất chiều về. Tính đến quý 4 năm 2021, có đến 18 dự án đầu tư của doanh nghiệp trong nước đầu tư vào phát triển hạ tầng nhà xưởng xây sẵn, nhà xưởng cao tầng, kho vận, logistics cho thuê với tổng vốn lên đến trên 93 triệu đô la Mỹ, chiếm 37,15% tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp trong nước rót vào các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong nước cũng đang nỗ lực cố gắng xây dựng quỹ đất để phát triển các vị trí nhà kho có vị trí thuận lợi, kết nối hạ tầng tốt. Theo các chuyên gia, xu hướng thương mại điện tử, xu hướng tích hợp sẽ tiếp tục phát triển và đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi mô hình logistics từ truyền thống sang logistics hiện đại trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Các công ty logistics lớn, đặc biệt là các hãng tàu, sẽ tích hợp các hoạt động trên biển, trên bộ, trên không đồng bộ. Với lợi thế về công nghệ, nền tảng kết nối hiện đại, các doanh nghiệp nước ngoài có khả năng sẽ chiếm lĩnh thị phần lớn cả quốc tế lẫn nội địa. Trong khi đó, từ 1 đến 2 năm tới, dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng bất lợi đến các chuỗi cung ứng và các hoạt động logistics. Do vậy, các doanh nghiệp trong nước cần có sự chuyển đổi mạnh mẽ. Các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực logistics chưa thể sánh vai được với các doanh nghiệp nước ngoài, kể cả trên lãnh thổ của Việt Nam, vì một lý do cũng rất đơn giản thôi. Sự phát triển của ngành của chúng ta trong một thời gian tương đối ngắn. Thứ hai nữa là khi mà các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn còn chiếm một tỷ trọng rất lớn trong kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. Chính vì vậy cho nên là gì, là chúng ta cần phải có thời gian. Tuy nhiên, với những bước tiến trong thời gian gần đây của các doanh nghiệp logistics Việt Nam thì tôi cũng rất hy vọng
với những chính sách đúng đắn trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh logistics, tạo điều kiện để phát triển nguồn nhân lực trong dịch vụ logistics, tạo điều kiện để các doanh nghiệp áp dụng các công nghệ mới trong quản lý chuỗi cung ứng. Tôi rất hy vọng là các doanh nghiệp logistics Việt Nam sẽ từng bước chiếm lĩnh lại được thị phần ngành chính tại đất nước mình. Một, đó là đề xuất với chính phủ để tăng cái tính kết nối trong các nghiên cứu, trong các quy hoạch của mình. Các kết nối ở đây là gọi là connectivity, là nó là tạo ra những cái cơ hội, tạo ra những cái phương án để mà kết nối giữa các hệ sinh thái hàng hải. Thứ hai là chúng ta phải có cái đẩy mạnh cái tính kết nối trên cơ sở là chuyển đổi số. Với hạ tầng giao thông, kho bãi trung chuyển hàng hóa ngày càng hoàn thiện, ngành logistics Việt Nam đang định hình rõ nét. Tuy nhiên, trước sự tăng trưởng mạnh mẽ của xuất nhập khẩu và thương mại nội địa, hạ tầng logistics cần được chú trọng đầu tư phát triển đồng bộ hơn nữa nhằm đáp ứng yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo các chuyên gia, cần phát triển kết cấu hạ tầng logistics đồng bộ, phát triển các doanh nghiệp vận tải biển, vận tải hàng không mang thương hiệu Việt Nam, logistics phục vụ thương mại điện tử, xây dựng các trung tâm logistics tại thị trường nước ngoài. Khi dịch bệnh được kiểm soát, các ngành nghề bắt đầu tái khởi động để bắt đầu triển khai sản xuất các đơn hàng. Các chuyên gia cũng nhận định ngành xuất nhập khẩu sẽ phục hồi nhanh chóng. Điều này sẽ tác động rất lớn đến nhóm ngành logistics. Đi cùng với dự đoán đó, các xu hướng mới xuất hiện trong chuỗi logistics toàn cầu như kho siêu nhỏ, logistics xanh, blockchain được đánh giá sẽ giúp cho ngành logistics và chuỗi cung ứng đa dạng và phát triển hơn nữa.